nha nè. Xin chào ông bà cô chú anh chị, rất vui mừng được gặp lại ông bà cô chú anh chị trong video báo giá dê tham khảo hôm nay của kênh Dê Bo Đồng Nai 60. À đây được con ơi. Dê được chốt ngày 2 tháng 6 năm 2023 thì nó có mức giá dao động từ 95 đến 100 ngàn đồng trên 1 kg, mua tại vườn tại Tân Phú, Bình Quán, Đồng Nai. Về cái chốt nó có mức giá dao động từ 63 tới 68 ngàn, thậm chí là 70 ngàn trên 1 kg. Dê được thịt chia làm hai loại nha anh chị, một loại đặc thành và một loại không đặc thành. Ở không đặc thành thì nó có mức giá dao động là 80, thậm chí là nếu mà đẹp hơn cái trước thì có thể là 80 ngàn/kg. Dê được chạy vỗ béo đặc thành ha anh chị, thì nó có mức giá dao động là ngày múa là mức giá từ 85, thậm chí là buổi chiều lên 88 và 90. Có một số thương lái cạn hẹp hàng thì bắt 92 nha trên 1 kg, và mức giá đang từ từ bình ổn nha anh chị. Về cái thịt chạy thì cũng đang có mức giá phục hồi trở lại nha anh em, thì mức giá có nói dao động hôm nay là từ 70 tới 72 ngàn đồng trên 1 kg, do nguồn cung đang thiếu hụt trên thị trường rất là đen lại nè, nghĩ là đang thiếu hụt tạm thời đó anh chị. Theo quan điểm của mình là nó sẽ tăng một mức vừa phải rồi xong rồi nó bảo hòa đi ha, nó không tăng đột biến như là những năm trước anh chị, thì do tình hình là cũng có một số quán xá đã hoạt động trở lại, quán karaoke cũng đã dần được khôi phục và ngân hàng cũng đã tương đối giải ngân, nhưng mà cái nguồn mà cung cấp qua nước ngoài thì chưa có, và đồng thời á là theo một số nguồn tin mình biết được các bạn, này thì nó cũng đang siết chặt quản lý những khâu mà dê nhập lậu anh chị, cho nên là giá dê trong nước và cung nó cũng đang dần ăn thiếu hụt so với đợt trước, thì do một số là nguyên nhân chạy lớn đưa sức ra, hoặc là những cái người dân người ta còn ém hàng anh chị. Thì cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh YouTube của mình, xin cho một like và đăng ký kênh anh chị để mình đạt được ngàn mốc, để mà mình lấy địa chỉ của xem hay này kia, rồi là cái kênh phụ mà đôi dê giống anh chị đã dành bò lửa đầu xô ít thời gian hàng biết theo dõi cái giá dê và giá mà video mình đăng đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn cô chú anh chị, anh em xem tham khảo nha, video tiếp theo nha anh chị. Mọi chi tiết thì các bạn có thể quay ok á, số điện thoại của ông Quý hoặc là mấy các bạn thì gọi số mình bên này. Tham gia con đi để có video đăng lên này, cân trời tối luôn nghe nè. Xin chào và hẹn gặp lại. Quay này. Quay này. Quay này.